Lê Nguyễn xin thân ái gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Phim hôm nay. Một lần nữa, Linh trở lại với Đài Sài Gòn Phim và chúng tôi rất hân hạnh được mời cô Á Hậu Mi Q đến trình bày và những cảm tưởng của cô ta về ngày thi Hoa hậu năm 2015 tháng 7 ngày 26 tại thành phố San Francisco. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị Á Hậu, tân Á Hậu của Miss Vietnam International, cô Mi Q. Cô Mi Q cho khán thính giả Đài Sài Gòn Phim biết sơ sơ về cảm tưởng của cô lúc mà cô được được giải Á Hậu không? Trước hết kính gửi là cảm ơn ban tổ chức của Hoa hậu và cảm ơn Sài Gòn Phim. Khi vui mừng là đi dự thi mà được giải Á hậu thì rất là vui. Cảm nghĩ thì có nghĩ ra qua là tại Hồ còn trẻ, hai mấy tuổi đi qua tị nạn thì mình có dự thi của trong trại Thái Lan thì mình cũng là Hoa hậu. Bây giờ mình hơn 30 năm rồi, có gia đình, mình trở lại cái nét của phụ nữ, mình vẫn được đứng vào cái dây chị, cái danh dự là Á hậu. Và thì nụ cười lúc nào cũng ở trên cái khuôn mặt của nét người Á Đông của mình. Dạ, cảm ơn cô Mimi. Khán thính giả gửi rất nhiều câu hỏi cho cô hôm nay vì người ta theo dõi cô trên Facebook. Đến hôm nay chúng tôi có thêm 4.000 người đã theo dõi chúng ta, tức là 4.000 viewers to follow us on Miss Vietnam International. Cảm ơn tất cả quý vị. Câu hỏi thứ nhì là Sài Gòn Phim gửi tới cho cô Mi Q hôm nay á, là người ta hỏi cô đó, cô là một phụ nữ Á Đông, cô nghĩ gì về cách giáo dục của các em ở đây và cách giáo dục người Việt Nam ra sao? Cô nghĩ cái nào đúng, cái nào sai và cái nào nên bỏ, cái nào nên giữ? Nó hơi khó một chút, tại vì hôm nay tất cả fan biết cô đến đây để trả lời những câu hỏi cho họ nên họ gửi câu hỏi rất là bất ngờ. Cô có thể trả lời được không? Cũng rất là mừng, cũng cảm ơn Sài Gòn Phim để lên trên cái YouTube để cho mọi cộng đồng biết đến cái vấn đề mà khi mà mình qua bên cái nước, cái quê hương thứ hai này thì những phong tục tập quán nó có những cái thay đổi, nhưng mà mình thấy có những cái tốt thì mình học, giống như về giáo dục thì rất là tốt, là có thể là coi như tuổi tác hay về học hành thì mình có khả năng thì mình vẫn tiếp tục học. Còn những con em thì có tương lai nhiều thì có thể là coi như giúp ích cho xã hội. Dạ, cảm ơn cô Mi. Dạ. Câu hỏi kế tiếp là Đài Sài Gòn Phim, tức là những người yêu mến cô trong mấy tuần qua cứ gửi tới, là người ta hỏi theo cảm nghĩ của cô, 40 năm xa quê hương, cô có cảm nghĩ gì? Và trong tương lai cô có muốn làm việc thiện để giúp đỡ các em ở Mỹ cũng như Việt Nam về vấn đề gì không? Rất cảm ơn cô phỏng vấn nói hỏi. Thì mình qua Mỹ này được ba mấy năm, thì trong thời gian lễ kỷ niệm của 40 năm mình tham gia cái hoa hậu này thì mình cũng thấy có cái ý nghĩa, do đó mình tham dự vào để cho cái cảm nghĩ của mình là khi mà qua bên nước Mỹ này là quê hương thứ hai của mình thì mình được cái sự hỗ trợ của quốc gia của Mỹ này để mà mình trao dồi cái văn hóa thứ nhất, hai nó là cái cuộc sống. Thì đời sống của mình thì nhờ Mỹ này mình mới được vươn lên và vững vàng, cái tương lai mình thấy sáng lạng. Là khi mình qua hai bàn tay trắng thì bây giờ người cộng đồng Việt Nam mình rất là thành công. Dạ, cảm ơn cô Mi Q. Câu hỏi tiếp có vẻ hơi personal, nhưng mà tất cả những người gửi thư về là muốn hỏi cô câu này. Dạ. Người ta hỏi cô Mi Q là người ta biết là cô đã thắng giải Hoa hậu Miss ở Thái Lan. Dạ. Là người ta rất là yêu mến cô. Người ta hỏi chứ bây giờ đến tuổi này, mặc dù bao nhiêu năm thay đổi mà sắc đẹp cô vẫn còn đó. Họ rất cảm ơn và tin tưởng vào sự thắng của cô. Họ nói là nếu mà cô không được giải hậu kỳ này đó
Cô có buồn hay không? À, không, tại vì sinh trước mình cũng nghĩ là mình đi thi là coi như cái cuộc vui, với lại mình cũng cảm ơn cái tổ chức để cho thấy được cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình. Thì thời gian là coi như cái còn lúc còn trẻ và sau này mình lập gia đình, thì cái thời gian bây giờ mình nhìn lại và cái nhờ cái tổ chức này để mình thấy được cái hãnh diện, là mình vui được cái nét đẹp mình vẫn còn giữ qua cái thanh trầm cái cuộc sống của mình. Dạ, cảm ơn cô Mì. Câu hỏi kế tiếp không khó mà cũng không dễ, hơi chút ít về đời tư của cô thôi, nhưng mà tất cả những người yêu mến cô đã gửi vào, tức là họ hỏi chúng tôi, hỏi cô là những cái ngày vacation, ngày du lịch, cô thích đi du lịch ở đâu và tại sao vậy? Xin cô cho tất cả quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn Film biết về sở thích du lịch của cô là địa điểm nào. Hawaii, Việt Nam, China, Europe đó. Thì thật sự ra thì bây giờ mình coi như rất là vui nếu mà mình có thể là đi về cái du lịch ngắm thắm cảnh, và mình cũng tham quan được cái cuộc sống của mỗi cái địa phương của cái nước đó, và mình thu tập về cái văn hóa của họ để mình cho cái thế hệ sau này, cho cái tương lai của con mình để mình dìu dắt. Dạ, cảm ơn cô My. Câu hỏi kế tiếp là cô My nghe nói là cô từ thành phố Sacramento, mà tại sao cô có ý định đến San Francisco để thi hoa hậu vậy? Xin cô cho biết. Tại vì mình thấy là ở Sacramento này, tại trước khi mình đến Mỹ thì mình đã cư ngụ tại San Francisco này. Yeah. Do đó mình lập gia đình thì mình về Sacramento. Yeah. Rồi khi đó thì mình thấy là 40 năm kỷ niệm của 40 năm xa quê hương là thứ nhất, thứ hai nữa là hoa hậu của International, thì mình rất là vui là về coi như là một cái vinh hạnh để mình tham gia. Dạ, yeah. Cảm ơn cô My. Cảm ơn cô My đã gia nhập với ban hoa hậu Miss and Mrs. Việt Nam International. Câu hỏi last but not least về những cái hơi vô đời tư của một chút, đó là người ta hỏi, những người fan gửi thư tới email rất nhiều hỏi cô là cô thích màu gì, hoa gì, ca sĩ gì và bản nhạc của ai, như là Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn. Xin cô cho khán thính giả đang rất tò mò về chút ít về cái đời tư của cô được biết được không? Dạ. Thường thường thì mình thích cái màu trắng, là màu hoa sen trắng. Tượng trưng như cái gì với cô thích màu trắng? Tượng trưng cho con người mình hồn nhiên. Hồn nhiên như cô My vậy đó, phải không? Dạ. Rồi mình thấy là coi như mình an lạc, cái cuộc sống mình thấy mình hạnh phúc là mình hạnh phúc. Yeah. Và cái màu trắng cho cái vẻ đẹp, cái hồn nhiên tự nhiên của mình. Yeah. Và cái trong sáng của mình. Rồi còn cái vấn đề mà cái cuộc sống thì thực tế bây giờ là mình thấy mình vui. Rồi mình đến đây thì mình thấy là coi như mình được cái sự vững vàng, cái công ăn việc làm của mình, rồi con mình học hành là coi như cũng trên đường học của nó, cũng là coi như cũng tự nó là được cái vấn đề là học theo cái văn hóa của nước Mỹ này. Dạ. Nó thành tài. Dạ, cảm ơn cô. Cũng nghe được biết, tại vì lúc mà tập dượt ở trong sân khấu trước khi cô ra là á hậu, được thắng á hậu đó, cô có nói với các bạn bè là cô ăn chay trường phải không? Nhưng mà xin hỏi một câu, tại vì rất nhiều khán thính giả đã rất thắc mắc như tại sao mà cô ăn chay mà cô lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, cô có thiếu thốn như là cua hay là lobster hay là beef steak gì không cô? Có buồn một vấn đề đó không? Nếu mà Liên á, mà Liên không được ăn thịt, một tuần không được ăn thịt là Liên buồn lắm phải không? Liên xin lỗi, Liên là người ăn thịt. Dạ. Xin cô cho quý vị biết cảm tưởng của cô đó làm sao? Thôi, tại vì mình thì còn nhỏ là mình cũng đã vấn đề ăn thịt, coi như về ăn mặn, là tại vì mình sinh ra, nhưng mà khi mà mình lớn rồi thì cái cảm nghĩ của mình là cái cuộc sống của mình cũng nhờ là cái tâm linh. Do đó mình thấy ăn lạ thì nó cũng có cái dinh dưỡng, rồi cho cái tâm tư của mình nó lắng xuống, và cái sự hạnh phúc của mình thấy nó đến với mình.
rất là may mắn. Do đó mình cảm nghĩ là mình ăn được thì mình ăn. Chứ mình không có nghĩ tới hả để cầu mong gì. Dạ, cảm ơn cô. Liên Địa Nguyễn chưa đặt được vấn đề đó. Chúng tôi muốn tiếp chuyện với quý vị rất lâu nhưng mà thời giờ có hạn. Một lần nữa, Liên Nguyễn và Mikyu thành thật gửi những lời yêu mến đến tất cả những quý vị đang theo dõi chúng tôi hôm nay. Chúc quý vị có thể nhìn chúng tôi on the website missvntsfusa.com, tức là Miss and Mrs. Vietnam International of San Francisco. Xin thân ái tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những ngày gần đây. Cô Bibi muốn chào tạm biệt không? Cũng xin kính lời chào quý khán giả và các bạn hữu, có những người thân có thể nhìn lên cái website này để thấy được Miku là coi như cái cuộc sống bây giờ và được vui, niềm tự hào của cái nét đá đông của người Việt Nam mình, của phụ nữ vẫn thời gian nó, tuy là thời gian nó có thời gian của nó, nhưng mà bây giờ mình cũng vẫn còn cái nét hồn nhiên của mình, cái thời còn mình còn trẻ. Dạ, cảm ơn cô, hồn nhiên từ cô anh trai nhiều lắm phải không? Dạ, cảm ơn cô Mikyu. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn Sài Gòn Phim. Cảm ơn cô.